Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tòa phúc thẩm liên bang của Hoa Kỳ tước quyền miễn trừ truy tố của ông Donald Trump. Vào ngày 6 tháng 2, Tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với các cáo buộc rằng ông Trump đã âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử vào năm 2020. Phán quyết này làm gia tăng khả năng ông Trump sẽ phải đối mặt với một phiên tòa hình sự chưa từng có. Một hội đồng gồm 3 vị thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm cấp quận Colombia đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump trước đó cho rằng ông không thể bị truy tố vì các cáo buộc liên quan tới trách nhiệm chính thức của ông với tư cách là một vị tổng thống của Hoa Kỳ. Hội đồng thẩm phán khẳng định rằng cựu tổng thống Donald Trump nay đã trở thành công dân bình thường của Hoa Kỳ và ông Trump sẽ không được hưởng bất kỳ quyền miễn trừ hành pháp nào trong cuộc truy tố này. Theo giới chuyên gia, thì ông Trump gần như chắc chắn sẽ kháng cáo phán quyết nói trên. Sự việc sẽ được tạm ngừng cho tới ít nhất là ngày 12 tháng 2 để ông Trump có thời gian kháng cáo lên tối cao pháp viện. Các luật sư của ông Trump lập luận rằng các cựu tổng thống của Hoa Kỳ có quyền nhận được sự bảo vệ pháp lý sâu rộng và không thể bị truy tố hình sự vì các hành động chính thức trừ khi Hạ viện Hoa Kỳ luận tội và bị Thượng viện bãi nhiệm Ông Donald Trump đã bị Hạ viện Hoa Kỳ luận tội tới hai lần. Nhưng trong cả hai lần này, các đảng viên của Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện đều có đủ số phiếu để ông Trump không bị bãi nhiệm. Bản thân của ông Trump đã nhiều lần tuyên bố quyền miễn trừ của ông trong tiến trình vận động tranh cử và trên các trang mạng xã hội. Thưa quý vị, ông Trump thách tranh luận và Tổng thống Joe Biden nói gì Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, người từ chối tranh luận với mọi đối thủ tranh cử trong Đảng Cộng hòa, vừa cho biết muốn tranh luận với tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Trong chuyến đi tới Las Vegas vừa qua, khi được các phóng viên hỏi về việc ông Trump kêu gọi tranh luận, ông Biden nói rằng nếu tôi là ông ấy, tôi cũng muốn tranh luận với tôi. Ông ấy chẳng phải làm gì cả. Mặc dù được xem là người dẫn đầu đường đua để trở thành ứng cử viên đại diện của đảng Cộng hòa tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây, ông Trump đến nay vẫn chưa chính thức giành được đề cử. Ông đã từ chối đề nghị tranh luận từ đối thủ Nikki Haley của đảng này. Đáp lại những lời lẽ của ông Trump, đội ngũ chiến dịch tranh cử của bà Haley, cựu thống đốc của tiểu bang Nam California cho biết, trong một tuyên bố rằng cựu tổng thống quá hèn nhát nên không dám tranh luận với bà. Bà đang xếp ngay sau ông Trump trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đã tuyên bố sẽ tiếp tục thách thức ông để giành được đề cử của đảng Cộng hòa. Thưa quý vị, ông Trump và ông Biden từng tranh luận hai lần trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Cuộc tranh luận thứ ba đã bị hủy sau khi ông Trump nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và từ chối tranh luận trực tuyến. Theo truyền thống, hai ứng viên tổng thống Mỹ thường trải qua ba cuộc tranh luận trước ngày bầu cử. Vẫn tiếp theo phần tin Hoa Kỳ liên quan tới sự lo ngại về vấn đề an toàn khi tình trạng giết người cướp của gia tăng ở thủ đô Washington. Một làn sóng tội phạm bạo lực bao gồm cướp xe, giết người và cướp của đã bủa vây thủ đô Washington, khiến cho cả những nhân vật cao cấp và thường dân bị rơi vào trạng thái bất an và sợ hãi. Những sự kiện hồi gần đây xảy ra đối với nhiều người liên quan tới cựu giới chức của ông Trump, đó là ông Mike Hill, rồi các cuộc tấn công vào các dân biểu Angie Crack và Henry Kula cho thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo cảnh sát thủ đô cho hay, số liệu thống kê cho thấy số vụ cướp xe đã tăng lên đáng kể vào năm ngoái với 57 vụ cướp xe, trong đó có 30 vụ liên quan tới súng ống. Điều đáng chú ý đó là tình trạng tội phạm trẻ em đang gia tăng với nhiều nghi phạm là những người ở tuổi vị thành niên. Trong bối cảnh này, thị trưởng là Mirror Browser đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp công cộng và đưa ra các biện pháp nhằm kiểm soát tội phạm. Một số đề nghị bao gồm việc gia tăng nơi giam giữ cho thanh thiếu niên và cải thiện việc giám sát. Đối với người dân thì sự lo ngại về vấn đề an toàn là trở thành mối quan tâm hàng đầu. Cảnh sát cũng đã đưa ra các lời khuyên để tránh trở thành nạn nhân, kèm theo việc cung cấp các thiết bị theo dõi như là Apple AirTags để giúp người dân bảo vệ tài sản của mình. Tuy nhiên, mặc dù có những biện pháp cứng rắn từ cảnh sát và chính quyền địa phương, nhiều người vẫn cảm thấy lo lắng về tình hình an ninh ở thủ đô Washington hiện nay. Bộ trưởng Giao thông Mỹ nói rằng xe tự lái vẫn cần có người làm chủ. Bộ trưởng Giao thông Vận tải của Mỹ là Pete Buttigieg lên tiếng sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn băng ghi lại cảnh một tài xế giang cả hai tay tương tác với tai nghe thực tế ảo trong xe tự lái của Tesla. Đoàn băng nói trên hiện đã thu hút hơn 25 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội X, Twitter trước đây. Theo Bộ trưởng Buttigieg, các tính năng hỗ trợ lái xe của Tesla không có nghĩa là các phương tiện này hoàn toàn tự động, bất chấp tên gọi của chúng. Trong video, tài xế dường như đang sử dụng tai nghe thực tế ảo Vision Pro mà Apple vừa chính thức mở bán vào tuần trước. Thiết bị này kết hợp nội dung kỹ thuật số 3 chiều và có thể giúp cho người dùng nhìn ra thế giới bên ngoài. Apple cho biết người dùng không bao giờ nên sử dụng thiết bị khi điều khiển phương tiện đang di chuyển. Tổng giám đốc của Apple là Tim Cook từng nói Vision Pro sẽ thay đổi cách chúng ta giao tiếp, cộng tác, làm việc và tận hưởng giải trí. Tuy nhiên, công ty chưa bao giờ có ý định phát triển Vision Pro thành sản phẩm làm thay đổi cách mọi người đi lại. Được biết, Tesla và Apple không đưa ra bình luận về những đoạn văn nói trên hay phát ngôn của Bộ trưởng Buttigieg. Chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh chế tài đối với những ai sử dụng nhu liệu điện toán gián điệp nhắm mục tiêu vào giới hoạt động và các ký giả. Chính quyền Hoa Kỳ vừa thông báo họ đang thực thi một chính sách mới cho phép hạn chế visa đối với bất cứ người nào là người nước ngoài liên quan tới việc lạm dụng nhu liệu điện toán thương mại. Chính sách này sẽ áp dụng đối với những người lạm dụng phần nhu liệu điện toán thương mại để nhắm mục tiêu vào các cá nhân bao gồm các ký giả, các nhà hoạt động, các nhà bất đồng chính kiến các thành viên của cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội hoặc các thành viên gia đình của những người bị nhắm mục tiêu. Giới hữu trách Hoa Kỳ cho hay, các lệnh hạn chế về visa cũng có thể áp dụng đối với những người tạo điều kiện hoặc là thu được lợi ích tài chính từ việc lạm dụng phần nhu liệu điện toán gián điệp thương mại. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken tuyên bố, Hoa Kỳ vẫn lo ngại về việc lạm dụng nhu liệu điện toán gián điệp thương mại ngày càng gia tăng trên khắp thế giới để tạo điều kiện cho việc đàn áp hạn chế luồng thông tin tự do hoặc là tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm nhân quyền. Tổng thống Hoa Kỳ, là ông Joe Biden cũng đã ban hành một sắc lệnh khác gần một năm trước đây nhằm hạn chế việc chính phủ Hoa Kỳ sử dụng nhu lượng điện toán gián điệp thương mại gây nguy cơ cho vấn đề an ninh quốc gia. Một giới chức chính quyền Hoa Kỳ cao cấp cho hay lệnh đó yêu cầu người đứng đầu bất kỳ cơ quan nào của Hoa Kỳ sử dụng các chương trình thương mại phải xác nhận rằng chúng không gây ra sự rủi ro về an ninh khác. Lệnh này được ban hành khi mà Tòa Bạch Ốc thừa nhận sự gia tăng các vụ tin tặc nhắm vào các nhân viên chính phủ của Hoa Kỳ trên khắp 10 quốc gia đã bị nhu lị điện toán gián điệp thương mại xâm nhập hoặc nhắm tới. Hiện nay chưa rõ cá nhân cụ thể nào sắp bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về visa này hay không. Thưa quý vị, Chủ tịch Cơ quan Dự trữ Liên bang nói rằng không thể giảm lãi suất vào tháng 3. Chủ tịch Cơ quan Dự trữ Liên bang của Mỹ là Jerome Powell cho biết thời điểm giảm lãi suất sắp đến, nhưng người Mỹ vẫn cần kiên nhẫn và chờ đợi. Trong cuộc phỏng vấn trên mạng CBS mới đây, Chủ tịch Cơ quan Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell nhận xét, kinh tế Mỹ hiện vẫn mạnh và Cơ quan Dự trữ Liên bang có thể giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, việc này khó diễn ra vào tháng 3 như Wall Street đã kỳ vọng. Trước đó, cơ quan này đã nâng lãi suất 11 lần kể từ tháng 3 2022 để kiềm chế lạm phát lãi suất tham chiếu tại đây hiện vào khoảng 5.25% cho đến 5.5. Cơ quan dự trữ liên bang hiện giữ lãi suất tham chiếu tại Mỹ ở mức cao nhất trong vòng 23 năm. Tuy nhiên, các dấu hiệu chuyển hướng chính sách đã xuất hiện khi cơ quan này vẫn giữ nguyên lãi suất trong 4 kỳ họp gần nhất, đồng thời thông báo có thể giảm lãi suất vài lần trong năm nay. Vài tháng qua, giá cả tại Mỹ hạ nhiệt đáng kể, tiến gần mục tiêu 2% của cơ quan dự trữ liên bang chỉ số giá tiêu dùng cá nhân chỉ tăng 2,6% vào tháng 12/2023. Mặc dù vậy, trong cuộc họp báo sau phiên họp cuối tháng trước, Jerome Powell đã nhấn mạnh rằng việc chưa có đề nghị giảm lãi suất nào và việc hạ lãi suất vào tháng 3 không phải là khả thi nhất. Và mới đây, ông tiếp tục nhắc lại quan điểm nói trên. Vẫn vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, một phó cảnh sát trưởng ở tiểu bang Florida tự sát ngay bên ngoài sở cảnh sát. Một phó cảnh sát trưởng ở miền trung của tiểu bang Florida đã tự sát bên ngoài cơ quan này, theo các di chức cho hay trong một thông cáo báo chí. Ông Paul Robitel, 56 tuổi, làm việc cho văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt Highland. Cảnh sát trưởng là ông Paul Blackman cho hay, ông Robitel là một nhân viên tốt và yêu cầu mọi người hãy luôn cầu nguyện cho người thân của ông ấy các nhà điều tra cho hay cảnh sát viên robital đã yêu cầu người giám sát của mình hãy nghỉ ngơi sau đó ông đã nói chuyện ngắn với một cấp phó khác bên ngoài tòa án và cuối cùng ông được phát hiện đã chết cách đó không xa sau khi tự sát bằng khẩu súng của mình thì cảnh sát trưởng blackman cho hay ông robital không đưa ra dấu hiệu nào trước đó về bất kỳ điều gì sai trái Cảnh sát trưởng khuyến cáo mọi người nếu biết bất kỳ ai đang bị khủng hoảng về tinh thần hoặc có ý định tự tử thì hãy tìm người giúp đỡ họ. Cảnh sát viên Robita qua đời để lại vợ và ba đứa con. Một trong số những người con của ông là một cảnh sát tại quận hạt Highland.